BIDV kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. Mình đã từng là cùng với ban tổ chức là nói chuyện và chơi thân và thấu hiểu những cái em nhỏ mà có thể là cái quỹ thời gian của các em là chỉ còn đếm theo ngày, thì các em là mắc bệnh hiểm nghèo, có thể là ung thư giai đoạn cuối, nhưng em vẫn là mua sách về dạy nấu ăn về để em đọc, vì em vẫn mơ ước trở thành đầu bếp. Rồi có em nhỏ thì lúc mất thì vẫn nói cho bà ngoại của mình biết ước mơ của em là được bay lượn khắp nơi đó. Cho nên cái ước mơ đối với trẻ em là rất quan trọng. Vì thế mà khi mà các em nói cái ước mong gì đó thì mình nói không hay nói có, mình phải hết sức là thấu hiểu và cần phải rất là khoa học trong cái cách trả lời, và mình phải làm sao mà không được dập tắt cái ước mong đó. Khi mà mình làm một cái hoạt động xã hội đó thì thông thường thì tôi trước đây cũng vậy thôi, là mình nghĩ là mình cho đi cái vật chất. Mình có thể là lập một cái quỹ, mình gây quỹ rồi mình tài trợ chữa bệnh hoặc là phát quà vân vân đó. Nhưng mà khi mà mình là làm việc với ban tổ chức, làm việc với giáo hội Phật giáo, mà nhất là đặc biệt là với Đức Thượng Tọa, thì mình nhận ra một điều là những cái quan tâm về tinh thần rất là quan trọng. Đó là mình phải làm sao mà làm cho các em tỏa sáng, và đồng thời mình cũng là làm cho các em có tiếng nói, và tiếng nói của các em được lắng nghe. Như thế thì các em sẽ có một cái điều kiện, một cái môi trường sống tích cực hơn. Có thể là các em còn phải đối diện với rất nhiều những cái khó khăn vật chất hàng ngày, nhưng mà các em sẽ có hy vọng vào ngày mai, các em sẽ có đức tin vào bản thân mình. Xin trân trọng cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình. Hãy cùng chào đón năm mới 2023, mùa xuân Quý Mão với những điều tốt đẹp nhất. BIDV kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng.